Xin chào các bạn. Theo thông tin Nghị định 20/2019 quy định mức phí trước bạ lần đầu của xe bán tải sẽ tăng lên bằng 60% so với xe chở người dưới 9 chỗ cùng loại, tức là tăng từ 2% giá trị xe thành 6-9% tùy từng địa phương. Với mức tăng này, kể từ ngày 10/4/2019, phí trước bạ lần đầu của xe bán tải sẽ tăng thêm tối đa 7% giá trị xe, tức là người mua xe sẽ phải nộp thêm 70 triệu đồng nếu mua những mẫu xe có giá bán 1 tỷ đồng. Vậy, theo nghị định này, tăng phí trước bạ xe bán tải có đủ nóng để tạo lên một cơn sóng làm cho người mua xe phải đổ xô đi đặt cọc hay không? Tuy nhiên, đây là loại chi phí được tính trực tiếp với người tiêu dùng, nên không ảnh hưởng đến giá bán xe từ các đại lý của các thương hiệu tham gia phân khúc xe bán tải. Sau khi có thông tin này, thị trường xe bán tải có sự sôi động được đánh giá là không thực chất, khi mà số lượng người tiêu dùng tìm hiểu về dòng xe này tăng lên tại các đại lý, nhưng hầu hết chỉ là tham khảo, chưa chốt mua. Một đại diện Mitsubishi tại Hà Nội cho biết, lượng người đến tìm hiểu các mẫu xe bán tải Triton tăng hơn so với thường lệ, thậm chí còn cao hơn so với sự quan tâm của các mẫu xe du lịch. Đây là điều khá ngạc nhiên, vì thời điểm này thị trường đang chạm đáy sau mùa bán hàng cuối năm. Tuy nhiên, số khách hàng này chủ yếu là đến tìm hiểu thông tin, chứ không vội vàng đặt cọc mua xe chạy tăng phí. Một đại lý Ford tại Hà Nội cũng cho biết số lượng khách hàng tìm hiểu về các dòng bán tải có tăng, nhưng chủ yếu là những người có nhu cầu thực sự cần mua xe để kinh doanh. Lượng khách hàng này tập trung tìm hiểu xe ở mức giá trung bình, các phiên bản Ranger dùng động cơ 2.2 lít. Với các phiên bản cao cấp dùng động cơ 2.0 lít mới và hộp số 10 cấp, nhu cầu vẫn duy trì ở mức vừa phải và không có đột biến. Điểm này cho thấy người tiêu dùng Việt Nam giờ đây rất chủ động và cân nhắc kỹ trong việc mua xe. Bởi bài học mua xe kèm lạc vẫn còn nóng hổi từ hồi cuối năm 2018. Không còn chuyện mua xe trên giấy. Nghị định 20/2019 mới được ban hành vào ngày 21/2/2019. Nhưng trên thực tế, thông tin tăng phí trước bạ đã xôn xao từ khi Bộ Tài chính soạn thảo các quy định mới này theo yêu cầu từ Chính phủ. Thông tin này được giới bán xe nắm bắt và quán triệt tới khách hàng từ cuối năm 2018. Do đó, hầu hết các hợp đồng mua xe xuất phát từ nhu cầu thực sự đều đã được chốt hàng từ năm ngoái. Người tiêu dùng không hề mặn mà với việc mua xe chạy phí, vì hầu hết các đơn đặt mua sau thời điểm ban hành nghị định đều phải đợi ít nhất 2 tháng mới có thể có xe cập cảng, bởi toàn bộ phân khúc bán tải tại thị trường Việt Nam đều phải nhập khẩu từ Thái Lan. Chưa kể, thời gian đăng kiểm làm thủ tục thông quan cũng mất thời gian gần 10 tuần nếu không phải đợi chờ quá lâu. Chính vì vậy, việc tăng phí trước bạ khiến chi phí sở hữu xe bán tải tăng thêm 4-7% giá trị xe sẽ là một khoản chi phí không nhỏ đối với nhu cầu mua xe của người tiêu dùng. Việc mua xe chạy thuế sẽ không còn ý nghĩa do thời điểm nhận xe đã phải áp dụng mức
phí trước bạ mới. Chính vì vậy, việc tranh mua ở phân khúc xe bán tải là điều đã không xảy ra. Nhiều ý kiến cho rằng đây là thời điểm mà các đại lý sẽ nhân cơ hội để đẩy mạnh việc mua xe kèm lạc. Tuy nhiên, việc này đã không thực sự xảy ra, bởi tháng 3 hàng năm là thời điểm doanh số các hãng xe chạm đáy. Các đại lý không dám mạo hiểm găm hàng mà đang phải chạy đua bán hàng để đẩy doanh số cho đủ chỉ tiêu với nhà phân phối là các hãng xe. Hiện nay, toàn bộ xe bán tải ở thị trường Việt Nam đều được nhập khẩu từ Thái Lan, nên các hãng xe không thể chủ động trong việc sản xuất, bán hàng. Mọi khâu chuẩn bị để có xe bán ra phải có kế hoạch từ 4 đến 6 tháng để có thể đặt hàng nhà máy tại Thái Lan. Các khâu vận chuyển, làm thủ tục, đăng kiểm, thông quan, rồi mới có thể có xe giao cho khách hàng. Chi phí sở hữu xe bán tải tăng lên sẽ dẫn đến người tiêu dùng do dự và không loại trừ việc chuyển sang lựa chọn mua các mẫu ở phân khúc khác. Do đó, các hãng buộc phải tìm ra phương cách bù vào khoản chi phí bị trội lên do chính sách thay đổi. Cũng theo một đại diện đại lý Mitsubishi tại Hà Nội cho biết, thời điểm này khách hàng không hề vội mua xe bán tải, bởi việc chạy phí đã không còn ý nghĩa. Để tìm cách lôi kéo và duy trì nhu cầu của khách hàng, không còn cách nào khác, các hãng sẽ phải lên kế hoạch tung các chương trình ưu đãi, tặng quà, tìm mọi cách bù lại khoản chi phí tăng lên. Chỉ có cách đó mới có thể duy trì được doanh số đối với phân khúc này.